Đảm bảo an ninh nguồn nước, đầu tư công trình lưu trữ nước là những vấn đề nhiều đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội diễn ra hôm qua. Đại biểu nêu thực trạng gia tăng hạn hán, xâm nhập mặn khiến vấn đề đảm bảo an ninh nguồn nước cho sinh hoạt, đặc biệt là vùng khan hiếm nước ngọt, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo ngày càng thách thức hơn. Xin Bộ trưởng cho biết các giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước cho sinh hoạt trong thời gian tới. Đề nghị Bộ trưởng cho biết việc thực hiện các chính sách nhằm thu hút đầu tư xây dựng các công trình tích trữ nước trong thời gian tới như thế nào. Nguồn nước của chúng ta thì cũng báo cáo với Quốc hội rằng là 60% là chúng ta bị phụ thuộc ở nước ngoài, 40% là nội sinh. Cho nên cái việc mà đảm bảo an ninh nguồn nước thì đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo được cái nguồn nước nội sinh. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chúng ta là tiếp tục là bảo vệ rừng, trồng thêm rừng. Đại biểu cũng quan tâm đến thực trạng thiếu sự phối hợp giữa các tỉnh thượng nguồn và hạ nguồn trong việc bố trí các công trình phát triển kinh tế xã hội dọc nguồn nước, dẫn đến ô nhiễm môi trường và sử dụng nước thiếu bền vững. Bộ trưởng có định hướng và giải pháp đột phá như thế nào trong thời gian tới để cái cơ chế quản lý nước theo lưu vực sông được phát huy hiệu quả? Vừa qua thì chúng ta cũng thấy được rằng những cái tồn tại như vậy. Cho nên đã dự thảo trình Quốc hội cái luật tài nguyên nước sửa đổi. Bộ Tài nguyên Môi trường thì sẽ thành lập cái đề án để thành lập tổ chức lưu vực sông trình Thủ tướng Chính phủ. Chúng tôi cũng đang dự kiến nâng cao vai trò của trách nhiệm của người đứng đầu để có sự trách nhiệm của cái việc liên quan đến đó là đảm bảo an ninh nguồn nước. Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường cho biết các bộ ngành liên quan cũng đang rà soát những nơi có đủ điều kiện để xây dựng các hồ đập, hồ thủy lợi chứa nước. Cùng với việc tích trữ nước, Bộ cũng có giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn nước.